5 sao trẻ Hoa ngữ sinh ra chỉ để đóng phim của Trang. Để trụ vững trong làng giải trí Hoa ngữ, ngoại hình là điều hết sức quan trọng và mỗi người lại có một phong cách riêng để tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Có người hiện đại hay cổ trang đều xuất sắc, nhưng cũng có không ít người sinh ra là để đóng phim cổ trang và trở nên tầm thường khi đóng phim hiện đại. Thứ nhất, Hà Hoa Văn. Sau khi Linh Hồn Đưa Đò Hoàng Tuyền được ra mắt khán giả, Hà Hoa Văn cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả với vai Tam Sinh, đặc biệt là tạo hình cổ trang của cô nhận được hàng ngàn lời khen ngợi vì càng ngắm càng đẹp và cuốn hút. Tuy nhiên, nếu quay lại với hiện đại thì điểm cuốn hút của Hà Hoa Văn lại bỗng nhiên biến mất. Thậm chí cô còn bị đánh giá là chìm nghỉm giữa hàng trăm ngôi sao Hoa ngữ khác, nhạt nhòa và kém ấn tượng. Thứ hai, Trần Ngọc Kỳ. Từ dự án khiến nhiều người e ngại, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã nhận được rất nhiều thành công sau khi được ra mắt khán giả. Nhân vật Triệu Mẫn của Trần Ngọc Kỳ cũng nhờ vậy mà ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Ngoài Triệu Mẫn trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trần Ngọc Kỳ còn được khen ngợi rất nhiều khi tham gia Hương Mật Tựa Khói Xương và Cẩm Tú Vi Ương. Chính vì vậy mà nhiều người đã bình chọn cho Trần Ngọc Kỳ vào top mỹ nhân cổ trang mới của Hoa ngữ. Tuy nhiên, tạo hình hiện đại của Trần Ngọc Kỳ lại không được ấn tượng như thế. Thậm chí nhiều khán giả còn quên luôn khuôn mặt lúc bình thường của cô mà chỉ nhớ đến tạo hình trong phim cổ trang. Thứ ba, Lư Khiết. Tương tự còn có nàng Khúc Tiểu Đàn Lư Khiết trong Song Thế Sủng Phi. Sau khi bộ phim được lên sóng, Lư Khiết đã nhanh chóng trở thành một trong những khuôn mặt nhận được nhiều thiện cảm của cộng đồng mạng Hoa ngữ nhất. Trong Song Thế Sủng Phi, tạo hình của Lư Khiết khá đơn giản nhưng vẫn tôn lên được khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn và lanh lợi của cô. Chính vì vậy mà khán giả chẳng tiếc dành cho cô rất nhiều lời khen về nhan sắc. Tuy nhiên, rời xa phim cổ trang, Lư Khiết lại trở nên nhạt nhòa hơn hẳn. Có lẽ vì khuyết điểm này mà sự nghiệp của Lư Khiết không thể phát triển mạnh mẽ sau thành công của Song Thế Sủng Phi. Thứ tư, Nhậm Gia Luân. Về phía sao nam thì không thể thiếu Nhậm Gia Luân. Từ Đại Đường Vinh Diệu cho đến Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết, Nhậm Gia Luân đều hấp hồn nhiều cô gái nhờ khuôn mặt thư sinh hiền lành, đặc biệt nhưng vẫn rất nam tính. Dù không điển trai nổi bật nhưng Nhậm Gia Luân lại được đánh giá là có sức hút đặc biệt với tạo hình thư sinh ngày xưa. Chính vì vậy mà các nhà làm phim Hoa ngữ cũng thường chọn anh vào vai nam chính cho các tác phẩm cổ trang của mình. Tuy nhiên, tạo hình hiện đại của Nhậm Gia Luân lại không được đánh giá cao bằng. Nhiều khán giả nhận xét trông anh khá bình thường và không tạo được dấu ấn như trong phim cổ trang. Thứ năm, Vua Mông Lung. Khi Thái Tử Phi Thăng Chức Ký gây bão, ngoài cặp đôi chính Trương Thiên Ái và Thịnh Nhất Luân thì Vua Mông Lung cũng là cái tên được nhiều người nhắc đến. Không cần nhiều cảnh diễn, Vua Mông Lung vẫn dễ dàng đốn tin mọi người vì vẻ đẹp cổ điển của mình. Hay trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nhân vật Bạch Trần của Vua Mông Lung cũng nhận được rất nhiều lời khen của khán giả vì giống hệt như thần tiên. Chính như vậy mà Vua Mông Lung cũng lọt top mỹ nam cổ trang mới của Hoa ngữ. Tuy nhiên, nếu quay về với các bộ phim hiện đại, Vua Mông Lung bị đánh giá là nhạt nhòa hơn hẳn. Vẫn khuôn mặt điển trai đó nhưng khí chất đặc biệt của anh gần như biến mất hoàn toàn. Trong mắt khán giả, Vua Mông Lung khi đó chỉ là sao nam ưa nhìn, không có gì đặc biệt.